nếu đã có chạm gì làm ít đoàn kết trước đó, không chỉ với trong xóm mà còn đi từ xóm này đến xóm khác liên tục suốt 3 ngày mới kết thúc. Người chăm tin tưởng vào hồn vía, ma quỷ đồng ẩm. Người chăm tin mỗi con người có một linh hồn, nhà quà một cái vía đốt. Vía có thể xuất đi đâu đó lúc ta ngủ, nhưng hồn chẳng đi đâu. Vì giáo lý Hồi giáo nghiêm cấm thờ cúng buồn tưởng tin vào ma quỷ đồng bóng vừa ngại, nhưng trong người chăm vẫn còn không ít hiện tượng tin tưởng những vấn đề trên. Phần 5, một số luật tục của người chăm. Ở phần này chúng ta sẽ được giới thiệu về những ngày thánh lễ trong năm, những kiêng cử trong ăn uống, tục cấm những hành vi xấu, tục lấy vợ lấy chồng dân tộc khác, vân vân. Và một tập tục rất đặc biệt của người chăm Islam đó là tục ga sâm, cấm cung của thiếu nữ. Thường thì những thiếu nữ ở lứa tuổi 14, 15 khi bước vào cuộc đời cấm cung, thiếu nữ ấy chỉ vất vẩn trong phòng, trong nhà với chiếc khăn mascara bao giờ cũng che kín mặt, đến chiều tối mới cùng bà bố, mẹ hoặc chị em ruột xuống sân múc nước hay tắm rửa. Người phụ nữ chăm ăn lan hiện nay đã thoát ra khỏi nhiều ràng buộc và những hủ tục lạc hậu. Nhờ vậy họ thể hiện được sự thông minh, dũng cảm, vươn lên đòi đi hội họp, học văn hóa, chính trị. Chính họ đã chứng minh cho khả năng hòa nhập và đóng góp cho xã hội và cộng đồng người chăm. Và sự kiện lần đầu tiên người con gái chăm phá bỏ tục lệ cấm cung tại hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quyền Phú Châu, tỉnh An Giang năm 1982 có sự xuất hiện của năm cô gái chăm bước lên sân khấu. Chính vì vậy, một nhà thơ đã thốt lên: khi cô gái chăm bước lên sân khấu, mọi người lặng im. Cô gái chăm có bao giờ ra khỏi cửa mà em bây giờ lên sân khấu đang ca? Cánh tay em gian qua, tôi thấy cả một vùng trời rộng mở. Phần 6 đến phần 7, quyển sách sẽ cung cấp cho chúng ta tập tục hôn nhân và gia đình, tục ma chay và tang lễ. Lễ cưới của người chăm cũng là nét đặc thù mang sắc thái rất riêng, cô dâu chú rể trang phục màu sắc lộng lẫy trang trọng. Ngoài các lễ hỏi, lễ hôn kế thì ngày cưới Agaya Hen, ngày đưa lễ, vì người chăm có tập tục ở lễ được xem là ngày quan trọng nhất. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã chú ý.